Tại Đồng Nai chiều qua, Đoàn Hội Luật gia Việt Nam đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy Đồng Nai. Tham dự có các đồng chí Nguyễn Văn Quyền, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, Quảng Minh Cường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai, Nguyễn Sơn Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Thời gian qua, Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai đã có những đóng góp nhất định trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, với những hoạt động cụ thể như tổ chức góp ý xây dựng các dự thảo luật theo yêu cầu của đoàn đại biểu Quốc hội và các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh, tham gia phổ biến pháp luật cho người dân, đặc biệt những vấn đề liên quan đến đất đai, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, v.v. tạo sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần ổn định xã hội, tạo điều kiện để phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, tham gia tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý, tham gia giải quyết khiếu nại tố cáo. Ngoài ra, hội còn thực hiện tốt công tác phản biện xã hội, góp phần tích cực trong việc xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, ổn định của tỉnh. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai Quảng Minh Cường đề nghị Hội Luật gia tỉnh cần đẩy mạnh công tác hội, tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức hội từ tỉnh đến cơ sở, đề ra nhiệm vụ, chương trình hoạt động cụ thể hàng năm, bám sát vào nhiệm vụ vai trò của hội. Đồng thời kiến nghị Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam tiếp tục quan tâm, phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn công tác hoạt động của Hội Luật gia tỉnh. Kiến nghị Chính phủ sớm hoàn thiện, ban hành văn bản thay thế Nghị định số 45 ngày 21 tháng 4 năm 2010 về tổ chức, biên chế, kinh phí hoạt động, điều kiện làm việc, chế độ chính sách, quản lý sử dụng tài sản, tài chính của các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, trong đó có Hội Luật gia Việt Nam.